Ok, nay ở Tây Ninh ha, lắp cho anh khách hai con bơm Bính Tần nước can 400W nhé, một con cho nước nóng, một con cho nước lạnh, còn kia thì lắp cho nhà khác cũng Tây Ninh luôn. Chuyện vô nhà anh đây, vô tới trên này hai con Bính Tần nhá, can này không mang theo cái GoPro nên mình quay bằng điện thoại ấy. Nó hơi lắc lắc. Đây là dàn của anh mới làm này, cái bồn trên cao á, cái bồn trên cao á là nước giếng bơm lên đó ha, xong rồi chạy qua cái năng lượng mặt trời kia. Còn bồn này thì đây trong nhà xài thì nó sẽ đi qua hai cột lọc này, đây hai cột lọc này để chạy cho nhà xài. Một cái nước nóng thì mình sẽ gắn ở bên này đó, bên đường tổng, đường một sân sân ở trên á, con đường này là cái đường tổng vô nhà, cho nên mình sẽ làm tê xuống và đặt bơm trong này. Còn nước lần thì mình sẽ đặt cái chỗ tè ngồi này, đường đường vô nhà này. Mặt trời của anh mua là 5,3 triệu, máy của Bình Minh nha, 15 móng, 150 lít, mình bán thì có 4,2 triệu thôi, rẻ hơn 1 triệu, ok chưa? Cái lúc đầu tiên á là đi ống 25 thôi, ống năng lượng mặt trời á, nhưng đi xong mà nó vẫn yếu, thế là báo vô thay ống lớn, thay ống 32 hết, thay lên thành ống 32 hết, rồi nó vẫn yếu, đây vứt một ống 25 đây quá trời đây, này thừa vứt hết. Đi hết ống 32 rồi nó phải yếu nữa, tốn thêm 1,000,000 tiền ống nữa, không được, bây giờ phải xài qua mấy Apple Map. Tại vì anh không biết cho nên anh cứ gọi thờ làm, anh cứ làm vậy. Thì thực ra cái bồn cao, ví dụ bồn đó thì mình sẽ gắn thêm một cái bồn phù trên năng lượng mặt trời thôi, rồi mình gắn hai con bơm tăng áp là không cần phải hàn chân chân này luôn ha. Đây là bình thường, là nước bơm qua lọc lên bồn xài ok bình thường. Tại vì cái này là mới này, lắp năng lượng mặt trời nó phát sinh thêm cả cái dàn này và cái bồn kia luôn. 30 mấy triệu vậy, khá cao. Tắt nước. Nước nóng này. Nước nóng nha. Nước lần này. Ok. Đây xả nước. Xả nước mới nối vô cái bồn kia được ha. Bồn này, bồn này là bồn chính trong nhà, bồn kia là bồn phụ. Khui máy á, ngoài kia nước ướt át quá cho nên phải khui trong này. Bơm tăng áp Bính Tần này là Reken này của Trung Quốc nha mọi người. Nhiều anh em cứ nghe thờ nó bảo là của Nhật thì không phải đâu nha, không có của Nhật đâu nha. Đây đấy, China chính hãng, mày China chính hãng đấy, mọi người yên tâm, hàng nào là hàng China thì mình nói là China, có nghề của Nhật thôi chứ không phải là sản xuất tại Nhật, nhưng mà chất lượng nó thì rất là ok. Đầu vào này, đầu ra này, đây là cảm biến mất nước này, mất nước nó start bơm, những cái này thông số bình thường thôi. Báo lỗi bo này, báo quá nhiệt độ này, mất nước này, điện không đủ này, tăng lên giảm vòng tua của máy này, nút nguồn này, đây là đèn báo máy chạy này, đây là thông số hiển số máy này. Được chứ, anh kê sẵn rồi, bữa anh cứ nhớ nhớ mới bơm bình thường thôi, hoặc là anh cắt đi, rồi anh mua hai cái nối 34 nối này là được. Được, dễ mà. Ok. Mua giùm em hai cái đầu răng ngoài 34 ra ống 34 nha. Đúng rồi. Lưới lọc của nó là đầu hút vào nó có luôn luôn có cái lưới lọc nhá. Đây, lưới lọc này, nó không có vào một chiều để cản nước đâu. Vào một chiều nó chạy bằng điện đây luôn. Nên khi mất điện nó sẽ nước chạy qua bình thường. Đó, con này là 400W này. Công suất là 400W này. Tối đa được 2,3 phút một giờ ha. Tèo giờ tèo sẽ lắp con này, con nước nóng trước. Nước lạnh thì anh chủ đang đi mua vật tư. Nước nóng thì bên mình sẽ luôn luôn có hai cái rắc co nha, hai rắc co này phải tính phí nha, không thể nào mà cho được, không thể nào mà tặng được. Nói cho thì quá đáng chứ không tặng được, tại vì
Các con này nó mắc. Này 120 ngàn một cái mọi người. Nó là đầu răng này, này là cái rắc co này, còn đây là ống 25. Thông thường những cái vật tư mà về ống của đồ nước nóng á, nó mắc nhá. Đa số là vậy. Mọi người phải hiểu dùng mình vấn đề đó. Thà rằng mấy cái co, mấy nối á, ít thì mình có thể tặng mọi người luôn được, nhưng còn mấy cái đầu răng này thì thua rồi. Cho nên bên mình báo giá thì luôn luôn là báo giá là giá máy trước, còn con lắp đặt vật tư đến sau. Lắp đặt thì tùy xa gần, như kiểu mình lên Tây Ninh thì dĩ nhiên là giá công anh em thợ đi xa nó phải khác ấy, chứ không phải như ở Sài Gòn. Cái đầu răng của nó này vặn ra mình có thể mở bơm đồ bình thường. Đây gọi là tè đẹp trai. Rất đơn giản và chuyên nghiệp ha. Đây là con bò. Còn đây là heo rừng lai. Này, bày trong luôn. Này. Bầy con heo mè nằm kia kìa, bầy bên kia rồi kìa. Cái phía sau kia là cái vườn cho heo nó thả ra cho nó chạy nhảy. Rồi, đi qua lắp thôi, lắp nước nóng lắp bên kia nha. Tại vì mình phải tính cái đường nào mà nó tiền dây điện với tiền để máy nó khỏe. Đây, đường xuống nè, có khóa tổng nè. Đi tất cả là chuyện thần ống 32 hết rồi. Chuyển thành ống 32, lòng thông thường ngày xưa là ống 25. Chuyển thành ống 32 mà nó vẫn yếu à. Cho nên phải mới gắn bơm áp. Tính ra cũng tốn thêm cái tiền này 1 triệu mấy nữa tiền ống á. Công tụi nó làm, công mấy anh thờ nó làm nữa. Bơm cái tèo lắp trong này. Đơn giản thôi, đầu vào đầu ra là mọi người dễ rồi. Thực ra những cái bơm áp này nó dễ lắm. Xác mọi người xác định được đâu là đường đầu cơ kiến. Ôi tèo này. Đây lại lắp thì cứ đầu vào đầu ra thôi là được, không sao cả. Ok ok, rồi để mình phù tèo làm nhé, mình quay sau. Gắn đường hút vào sẽ nằm ở đây. Đường vì đường 32 cho nên phải xài hai cái giảm ha, giảm 25 xuống 32 trên và dưới. Rồi ok, cắn xong rồi. Quả hư hả? Nó không vặn chắc ra hả? Ơ chà. Chán thế nhờ. Xả ăn chắc có thể được ra. Có đi nguồn của em đấy. Ông chủ tu cái đó ngoài là về lên clip à. Dạ, lên cho người ta biết với chứ. Lên clip là coi. Đợi tiếng là cái kênh nó nhiều người coi lắm á. À, về ông chỉnh sửa nữa. Gửi cho ông nữa kìa. Lên điện. Nó bị cái dầu rồi. Nó đâu nó bơm áp trong đường ống của mình á. Nó chạy như một thừa làm hèn nè, chạy đầy bụng má. Thử nước đi anh. Vậy thử coi mạnh không hả? Mình không biết đường tụi em lắp con kia chứ. Hiểu yếu mà em về chứ.
Rồi, đuối thật nốt. Trong nhà đang xả thử nha. Mình để trên này đang là mức là 2 kg. 2 kg 2.5 đi. Tại vì nước nóng mà, mình xả ít chứ không phải là nước nóng mở 100% cho nên nó được. Không mua. Anh quên mất tiêu. Mình miếng nào hả? À chưa đâu, phải 2 con vô. Tại vì nước nóng anh không thể nào mà xả trực tiếp như vậy được đâu. Anh hiểu không? Đấy, để đi vô tường, đi có xuống, đi xả, đi có lên á. Để trên cái đa lên đấy. Cái 2 cục gạch trên đó. Thì đúng rồi, 2 cái nó cùng hòa đó, khỏe. Này là hết gà chưa? Chưa. Mới để 1 nửa. Bốn trăm là bao nhiêu? Lên được 220 rồi. Mới 200 rồi. Đúng rồi. Tay thì mấy thằng nó vô nó tư vấn mẹ nó bây giờ nó gắn 2 cái máy nó đi. Rồi hồi bữa em cũng có kêu nó gắn cái máy đó nữa được không? Nó mới nói em về gắn cái máy tốn điện. À đủ. Khách thi nhờ. Nó đúng chứ bộ. Thôi. Bây giờ vậy nè. Anh Vinh cái này xuống đi. Em cào cái sạch miếng à. Đúng rồi, cào cho nó sạch để coi quá. Để bơm trên kia. Nước lên. Đúng rồi. Đúng sen nha. Nước lên. Hả? Ok cho nước lên nè. Mình sẽ truyền qua nước nóng nè. Ok, bây giờ mình sẽ mở nước ấm nè. Mở nước ấm là để ở giữa nha. Mình có. Đúng lạnh ra đầy đủ rồi. Dạ. Mình hả? Nghe nào?